tiên hoặc anh em đã xem kênh của em rồi mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy nhấn vào nút đăng ký cũng như biểu tượng của chuông để mỗi khi em ra video mới, tất cả các anh em sẽ là người đầu tiên xem được những thứ video và sưu tầm được những bản đồ cổ vintage xưa rất là giá trị anh em nhé. Và trong video ngày hôm nay, shop em có gửi đến tất cả các anh em một lô đồng hồ gồm có 8 chiếc đồng hồ, 8 nét đẹp, và nhất là có những cái chiếc đồng hồ lộ cơ này, có những chiếc đồng hồ mặt vi tính rất là đẹp, sang trọng và vô cùng là đẹp, tinh tế anh em nhé. Và tất cả những sản phẩm bên em bán ra thì đều có một cái thẻ bảo hành nguyên zin chính hãng. Nếu anh em phát hiện hàng fake, hàng nhái, hàng không đúng như lời mô tả thì bên em hoàn tiền 100% giá trị sản phẩm anh em nhé. Nên tất cả các anh em yên tâm để sưu tầm, yên tâm để sở hữu những chiếc đồng hồ cổ vintage bên shop đồng hồ cổ em anh em ạ. Và chiếc đồng hồ đầu tiên mà em xin gửi đến tất cả các anh em đến từ một thương hiệu Raketa, chính hãng đồng hồ đến từ đất nước Nga anh em nhé. Và bản đồng hồ này zin mộc nguyên bản 100%, anh em nhìn thấy không, một cái đeo này mặt vàng mỡ gà nguyên zin, trải tia bắt sáng rất là tốt, các hộp số nổi và có hai lịch ở vị trí góc 3 giờ, tiện lợi cho anh em xem giờ, xem lịch ngày và lịch thứ anh em nhé. Và chiếc đồng hồ này thì được sản xuất vào những năm thập niên 197X anh em nhé. Dáng đờ mi rất là đẹp, cung vỏ làm từ thép và một cái niềng benzen bọc vàng, và cái đeo lên mặt vàng mỡ gà thì tạo nên một cái điểm nhấn, một sự hài hòa trong cái thiết kế của đồng hồ Raketa này anh em nhé. Và cái giá của nó lên tay cũng rất là khỏe khoắn và nam tính. Chiếc đồng hồ được em kết hợp với một sợi dây da bò màu đen, rất là hợp với các cọc số này cũng như là cái bộ ba kim của bản đồng hồ này anh em nhé. Và chạy với bộ máy cơ con lên dây, tiếng con lên cực kỳ êm, chạy chuột anh em nhé. Size to nữa, nó size này 36.5mm anh em nhé. Mỏng của bản đồng hồ này chỉ có 12mm thôi, em lên tay để tất cả các anh em cùng chiêm ngưỡng nhé. Bản đồng hồ Raketa chính hãng Thụy Sĩ rất là đẹp, nên tay cực kỳ sang này. Thì bên em đang giao lưu nhé, mã 1 chỉ có 1.800.000 đồng thôi anh em ạ. 1.800.000 đồng cho một bản đồng hồ cực kỳ là đỉnh cao và cực kỳ đẹp anh em ạ. Và chiếc đồng hồ số 2 trong video ngày hôm nay, một chiếc đồng hồ chính hãng Thụy Sĩ, phải nói chiếc đồng hồ này cá nhân em đánh giá nó là một trong những cái siêu phẩm trong video ngày hôm nay. Với cái đeo nền mặt này anh em nhìn thấy không, một cái đeo nền mặt vi tính anh em nhé, đến từ một thương hiệu Watchtime chính hãng Thụy Sĩ và dòng Watchtime Maxim anh em nhé. Em quay gần lại để tất cả các anh em cùng chiêm ngưỡng này. Đeo nền mặt xanh nhé, và nó làm hiệu ứng mặt vi tính rất là độc đáo, cực kỳ đẹp, bên ngoài nhìn nó sang, nó lộng lẫy lắm anh em ạ. Cho tất cả các anh em cùng chiêm ngưỡng cái đeo nền mặt này, anh em nhìn thấy không, có đẹp không anh em, cực kỳ tinh tế. Và điểm nhấn của bản đồng hồ này đó chính là một cái đeo nền mặt vi tính ấy, núm zin này, có viên đá ruby xanh này, và khung vỏ bọc vàng toàn thân anh em nhé. Bọc vàng toàn thân nhìn nó như một khối vàng đúc 18K anh em ạ. Có triện thông số vàng cũng như là cái mã số của bản đồng hồ này mỏng dính anh em nhé. Chạy bộ máy cơ con lên dây mà, nên là anh em yên tâm để sưu tầm, mỏng lắm, lên tay đeo sang và cực kỳ là đẹp, bóng maxim. Các cọc số này anh em nhìn sơn la mã rất là cổ điển, thiết kế hai kim kiểu hoàng gia, có logo Watchtime rồi anh em ạ. Nước vàng bọc rất là đẹp, dày dặn và vô cùng là nam tính anh em nhá. Sợi dây được em kết hợp là một cái sợi dây da bò đen, nó nhìn tổng thể nó rất là đậm màu, nó rất là sang đó. Và chiếc đồng hồ maxim này thì có một cái size mặt nhé, em đặt size cho tất cả các em cùng xem, size 34.5mm anh em ạ, 34.5 nhé. Mỏng nó chỉ có 6mm anh em này, 6mm cho bản đồng hồ này, cực kỳ đẹp anh em nhìn thấy không. Ở ngoài ánh sáng một màu, vào trong nhà nó một màu, cái hiệu ứng đeo nền mặt của nó rất là đẹp anh em nhé. Đó cũng là một trong những tuyệt phẩm trong video ngày hôm nay bên shop của em gửi đến tất cả các anh em nhìn thấy có đẹp không, sang trọng không anh em. Chiếc đồng hồ này em sẽ quay kỹ hơn những cái bản đồng hồ khác để tất cả các anh em cùng chiêm ngưỡng nhé. Cái đeo nền mặt này, nó vân của nó rất là đẹp anh em nhé, màu xanh la vi
và bản đồng hồ Watch Time Machine này, mã số 2, bên em đang giao lưu là 5.700.000 đồng anh nhá, cực kỳ tuyệt vời cho các nhà sưu tầm, 5.700.000 đồng anh em nhá. Và tiếp theo trong video ngày hôm nay mà em xin gửi đến tất cả các anh em, cũng rất là lâu rồi em mới về được một chiếc đồng hồ lộ cơ mà nó còn đẹp như này anh em nhá. Một chiếc đồng hồ chính hãng Thụy Sĩ mà bản đồng hồ Zeon, rất là tinh tế, cực kỳ là đẹp, chính hãng Thụy Sĩ anh em nhá. Và bản đồng hồ này thì cũng là một trong những cái chiếc đồng hồ rất là đáng được sưu tầm tại thị trường Việt Nam bây giờ. Ở cách đây độ khoảng 2-3 năm thì em có sưu tầm được một vài mẫu lộ cơ, nhưng mà rất lâu rồi mới về được một chiếc lộ cơ mà còn đẹp như này anh em ạ. Đến từ thương hiệu Zeon, và anh em nhìn thấy không? Một cái thiết kế lộ cơ rất là tinh tế. Khi anh em buồn buồn, anh em lên cót cho nó, xong là anh em chiêm ngưỡng cái bộ máy lộ cơ này cũng làm cho anh em mát lòng và nhẹ hơn. Tâm hồn nó sẽ nhẹ nhàng, giảm stress khi anh em có những cái nỗi bất an khi trong công việc cũng như cuộc sống anh em nhé. Rất là hay, cực kỳ tinh tế luôn. Bản đồng hồ thì nói chung là khung vỏ vàng, đáy mặt cũng như là tất cả đều là vàng hết, nên là tông màu chủ đạo là tông màu vàng, và điểm nhấn đó chính là những cái cọc số cũng như cái bộ dây này, nó làm tôn lên màu đen, làm tôn lên cái đeo này mặt cực kỳ sang, rất là chất lượng anh em nhé. Và chạy hoạt động rất là mượt mà và trơn tru, chuẩn xác anh em nhé. Size mặt của bản đồng hồ này là size 33mm anh em ạ, mỏng chỉ có 10mm thôi. Và sợi dây được em kết hợp đồng sợi dây da bò màu đen nằm tôn lên cái đeo nền mặt vàng. Em đến tay cho tất cả các anh em cùng chiêm ngưỡng này, bản đồng hồ Zeon cực kỳ là tuyệt vời, rất là sang trọng, đẹp tinh tế anh em ạ. Và bản đồng hồ Zeon này thì bên em đang giao lưu nhé, với một mức giá là 5.900.000 đồng, tuyệt vời anh em ạ, rất là đỉnh cao, rất là sang anh em nhé. Và chiếc đồng hồ mã số 4 trong video ngày hôm nay em xin gửi đến tất cả các anh em, một chiếc đồng hồ chính hãng Thụy Sĩ đến từ thương hiệu Vuamax, một trong những cái thương hiệu mà nổi tiếng, xếp tốt và cũng rất là ít có tại thị trường Việt Nam mình. Nó được sản xuất vào những thập niên 60 anh em nhé. Nước vàng bọc đẹp, đáy làm từ thép nguyên zin anh em ạ, Vuamax. Và chiếc đồng hồ Vuamax này thì có một cái logo, nó như hình đôi mắt đấy anh em ạ, rất là sâu, nhìn nó đậm chất cổ điển và cực kỳ sang trọng anh em ạ. Các cọc số nổi này có một vị trí lịch cấp 3 giờ tiện lợi cho anh em xem giờ và xem lịch ngày anh em nhé. Và các cọc số thì có nhấn nhá một vài cọc số học trò rất là tinh tế. Và chiếc đồng hồ này cá nhân em mình giá nó cực kỳ đẹp, nó rất là sang, đó đáy của nó đây, dây được em kết hợp là một sợi dây da bò màu xanh đấy. Và cho tất cả các anh em cùng chiêm ngưỡng bộ máy của bản đồng hồ Vuamax này anh em nhé. Bộ máy cực kỳ đẹp, bộ máy Thụy Sĩ chính hãng đến từ thương hiệu Vuamax, chạy hoạt động mượt mà nhá, chuẩn, anh em mua về chỉ việc lên tay và đeo thôi anh em ạ. Anh em nhìn thấy sang không anh em? Size mặt là size 34mm, mỏng nó chỉ có 10mm thôi. Và em lên tay bản đồng hồ này cho tất cả các anh em cùng chiêm ngưỡng nhé, cực kỳ đẹp đúng không anh em, sang trọng và vô cùng nam tính luôn đó. Và bản đồng hồ Vuamax này thì bên em đang giao lưu nhé là 5.200.000 đồng anh em ạ. Và tiếp theo trong video ngày hôm nay một bản đồng hồ thép anh em nhé, thép chính hãng Thụy Sĩ. Và bản đồng hồ thép này đến từ một thương hiệu chắc chắn là tất cả các anh em sưu tầm đồng hồ cổ không xa lạ gì đúng không anh em. Chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Rado. Và bản đồng hồ Rado này thì có một cái dáng thiết kế, dáng cực kỳ độc đáo, dáng TV anh em ạ. Và tổng thể nhá, làm từ thép không gì, dây khóa nguyên zin và độ mới về tầm 97-98%, rất là đẹp anh em ạ. Mỏng dính như một chiếc đồng hồ pin, nhưng nó chạy với bộ máy cơ con lên dây đấy anh em ạ. Anh em nhìn thấy có đẹp không? Đó, có logo mỏ leo cũng như là mã số của bản đồng hồ Rado này, đúng zin, có logo mỏ leo anh em nhá. Và cái thiết kế dial nền mặt của nó này trải sơ dọc, rất là sang, rất là đẹp và vô cùng là tinh tế anh em ạ. Bản đồng hồ này thì có một cái size mặt là size dáng TV nha, dáng
33, dáng tròn khoảng 34.5 anh em ạ. Em đo độ mỏng này, mỏng nó chỉ có 6,5mm thôi. Và em lên tay để tất cả anh em cùng chiêm ngưỡng bản đồng hồ radio. Rất là đẹp đúng không anh em? Sang trọng và vô cùng nam tính. Radio bên em đang giao lưu nha, là 4.200.000 đồng, mã số 5 anh em ạ. Và tiếp theo trong video ngày hôm nay, mã số 6 là một chiếc đồng hồ cực kỳ đẹp anh em ạ. Một trong những cái thương hiệu tình yêu nổi tiếng của thế giới. Chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Edelbodel. Và đây cũng là một trong những cái thương hiệu nổi danh. Anh em biết đến cái thương hiệu mà làm nên những cái chiếc đồng hồ nở hoa mà nó làm nên tên tuổi độc đáo ở thương hiệu Edelbodel này. Sang trọng và vô cùng là tinh tế. Mỗi một bản đồng hồ nó đều mang một cái thông điệp riêng anh em nhé. Thương hiệu Edelbodel, các hộp số anh em nhìn thấy không? Các hộp số ngang nhé, nó như kiểu là bậc thang ấy anh em ạ. Và bản đồng hồ trắng nhé, đây là mặt trắng nguyên zin, nó có một trải tia hắt từ vị trí lịch 6 giờ hắt lên nhé, nó như một cái đèn pha ấy anh em ạ, rất là đẹp. Và anh em nhìn thấy không? Kính VK nguyên zin này, đấy, đúng zin có logo nhé, logo của thương hiệu Edelbodel thì anh em biết rồi. Cái logo nó làm cực kỳ là cầu kỳ anh em ạ. Và chiếc đồng hồ chạy với bộ máy tự động có hỗ trợ có tay nha. Và anh em nhìn thấy không? Tại sao em nói nó là một thương hiệu tình yêu? Và tại sao em nói cái thương hiệu này nó có một cái thông điệp riêng của mỗi một bản đồng hồ anh em ạ? Anh em cùng nhìn cái đáy của bản đồng hồ này. Nó có một cái cặp đôi tình nhân, nó như kiểu cặp đôi chú rể của cô râu trong ngày trọng đại anh em ạ. Và ở chính giữa trung tâm thì nó có một cái logo đồng hồ, nó thể hiện cái gì ạ? Nó thể hiện cái tình yêu đôi lứa nó vĩnh cửu, trường tồn mãi với thời gian anh em nhé. Rất là tuyệt vời luôn, đẹp đó. Và em cho tất cả anh em cùng chiêm ngưỡng bộ máy này. Bộ máy đến từ thương hiệu Edelbodel nổi tiếng nhé, thương hiệu tình yêu anh em ạ. Bộ máy vàng hồng cực kỳ là chất lượng, cực kỳ là sang trọng anh em ạ. Đó, đáy này anh em này, đáy và bên trong này, Edelbodel trên bếp này, nó chiết đầy đủ những thông tin của bản đồng hồ này luôn. Anh em thấy còn đẳng cấp không anh em? Cực kỳ là sang trọng. Nói chung là những cái bản đồng hồ này kiếm trên thị trường Việt Nam mình ít lắm. Đó, ở ngoài thế giới ấy, anh em mua nhá, bên nước ngoài ấy, những cái thương hiệu Edelbodel này nó đắt lắm anh em ạ. Nó toàn một vài nghìn đô thôi anh em nhá. Đó, mà chiếc đồng hồ này thì em bán rất là rẻ thôi cho anh em siêu tầm. Size 34mm nha. Con đồng hồ này mỏng nó khoảng 11 hoặc 12mm. Đấy, bởi vì nó vướng cái dây anh em ạ. Khoảng 12mm anh em nhá. Dây là sợi dây vải nha, nguyên bản từ bên nước ngoài về anh em ạ. Anh em nhìn thấy có đẹp không? Và bản đồng hồ Edelbodel này, automatic này, thì bên em đang giao lưu mã số 6 là 5.500.000 đồng anh em nhá. Cực kỳ tuyệt vời đấy anh em ạ. Anh em nào mà yêu thích những chiếc đồng hồ đẹp độc ấy thì anh em hãy sở hữu anh em nhé. Tiếp tục chiếc đồng hồ mã số 7 trong video ngày hôm nay, một chiếc đồng hồ chính hãng Thụy Sĩ và độ mới còn rất là cao, phải 98% anh em ạ, đến từ thương hiệu Escalibur. Anh em nhìn thấy không, đẹp không anh em? Cực kỳ sang luôn. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái dáng vuông bo tròn, nhìn nó nam tính lắm, mà có một cái gì đó nó cách điệu, nó rất là, nhìn nó rất là cổ điển và tinh tế thanh lịch anh em ạ. Thương hiệu Escalibur này thì chính hãng Thụy Sĩ nguyên bản 100%. Đó, đáy của nó được làm từ thép này và khung vỏ bọc vàng, và được sản xuất vào những năm 1960, chạy với bộ máy cơ con lên dây anh em nhé. Bản đồng hồ này thì nguyên bản một sợi dây tây này từ bên nước ngoài về màu đen nha, rất là đẹp và sang luôn. Và bản đồng hồ này thì đang là vàng hồng, nhìn nó tinh tế lắm anh em ạ. Size 31mm, rắn tròn nó khoảng 34 anh em nhé, mỏng 10mm anh em ạ. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Anh em nào cổ tay 15-16 đeo bản đồng hồ này cực kỳ đẹp anh em ạ. Escalibur 17 chân kính. Và chiếc đồng hồ này thì bên em đang giao lưu nha, chỉ có 2.400.000 đồng cho anh em siêu tầm anh em ạ. Và chiếc đồng hồ mã số 8 trong video ngày hôm nay mà em xin gửi đến tất cả các anh em, đó chính là một chiếc đồng hồ đến từ đất nước Nhật Bản. Trong video ngày hôm nay của em thì có những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ này, Nga này và Nhật anh em ạ. Một chiếc đồng hồ Senco
dáng TV anh em nhé, Senko rất là đẹp, nó mỏng dính luôn, dây khóa nguyên zin, dây lụa nguyên zin anh em nhé. Đấy có mã số này cũng như nguyên bản 100% nhé, mã số cũng như cái logo của bản đồng hồ Senko này, chính hãng rất là đẹp và thiết kế kiểu hai kim tương gia, tổng thể zin nguyên bản 100%. Và anh em nhìn thấy không, trục tung hoành nhìn rất là cân xứng, nhìn rất là đẹp, đậm chất, và cái thép của nó là nó cũng là bóng, nó trường tồn, nó bền lắm anh em ạ. Size 30mm anh em nhá, dáng tròn nó khoảng 34.5, mỏng chỉ có 7mm thôi. Và em lên tay bản đồ này cho tất cả các anh em cùng chiêm ngưỡng nhá. Anh em nhìn thấy có đẹp không anh em? Rất là sang luôn. Và bản đồ S Senko này thì mã số 8 anh em đang giao lưu chỉ có 1.800.000 đồng thôi anh em ạ. Và vừa rồi thì em có gửi đến tất cả anh em một lô đồng hồ gồm có 8 chiếc anh em nhé. Và 8 chiếc đồng hồ này có 8 nét đẹp, 8 chiếc đồng hồ với 8 những cái thiết kế, 8 thiết kế rất là đẹp và sang trọng. Mỗi một chiếc có một cái nét đẹp, giá thì vô cùng hợp lý, loanh quanh đâu đó dưới 6 triệu là anh em có thể sưu tầm được những bản đồng hồ chính hãng Thụy Sĩ và rất là chất lượng anh em nhé. Anh em nào mà yêu thích những bản đồng hồ này, quan tâm những bản đồng hồ này thì anh em hãy liên hệ trực tiếp với em qua số hotline ở phía bên phải màn hình để nhanh nhất chốt được những chiếc đồng hồ này. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã xem và theo dõi video này. Em xin kết thúc video tại đây.